Một nhóm các nhân sĩ kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa ra phản ứng trước các tin đồn về bệnh tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lời kêu gọi cảnh giác gửi đến nhân dân cả nước và các nhà lãnh đạo. Trong bức thư ngỏ có tựa đề lời kêu gọi cảnh giác đề ngày 19 tháng 4, nhóm nhân sĩ được biết tiếng gồm Huỳnh Tấn Mẫn, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu và Giáo sư Tương Lai cho rằng mọi người dân Việt Nam trong những ngày qua đang hết sức lo lắng theo dõi những tin đồn lan rất nhanh, rất rộng về bệnh tình của người lãnh đạo cao nhất đang đảm đương trọng trách Tổng Bí thư của Đảng và Chủ tịch nước. Các thông tin từ mạng xã hội và các trang báo điện tử bên ngoài Việt Nam hôm 14 tháng 4 cho biết, ông Trọng bị sốt huyết não và phải nhập viện ở Kiên Giang khi đang đi thăm tỉnh này. Cho đến lúc này, chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay khẳng định các thông tin trên và ông Trọng cũng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 14 tháng 4. Các báo trong nước không đưa bất cứ thông tin nào về tình hình sức khỏe của ông Trọng, nhưng cho biết ông Trọng đã gửi điện mừng nhân dịp ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và sau đó gửi điện chia buồn tới Tổng thống Sri Lanka về các vụ đánh bom chết chóc xảy ra hôm Chủ nhật lễ Phục sinh. Cả bộ máy truyền thông từ trung ương đến địa phương đều giữ một sự im lặng quá khó hiểu, nếu chưa muốn nói là vô trách nhiệm với dân. Các nhân sĩ viết trong lời kêu gọi được chia sẻ rộng rãi trên Facebook trong những ngày qua. Giáo sư Tương Lai, người đồng ký tên và bức thư, nói với VOA rằng dư luận Việt Nam từ thành phố đến nông thôn đều nghĩ rằng những tin đồn về ông Trọng bị trọng bệnh là đúng. Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam nói những tin đồn đó đều logic cả chứ không phải là không có cơ sở. Khi đưa ra ví dụ về việc ông Trọng đã không đón tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu. Như VOA đã đưa tin, ông Trọng tuần trước đã không đón tiếp phái đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ đến thăm Việt Nam như lịch trình được công bố bởi ông Leahy hôm 12 tháng 4. Những đồn đoán có cơ sở đó đã dẫn tới những phán đoán gây hoang mang trong xã hội khi chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ im lặng. Theo giáo sư Tương Lai, người từng là một thành viên trong tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ai sẽ thay thế đây? Cái người đó sẽ là thế nào? Có tiếp tục là những cái người mà Trung Quốc đã nắm thóp được như là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng trong hai nhiệm kỳ vừa qua không? Đấy, cái nỗi lo của người ta là lo chỗ ấy. Sự tiếp nối chính trị là một quá trình hỗn độn và có khả năng bị mất ổn định ở Việt Nam, theo nhận định của Asia Times trong một bài viết ra ngày 22 tháng 4 với tiêu đề Người đứng đầu Việt Nam, tức ông Nguyễn Phú Trọng, đang trong những giờ cuối của cuộc đời hay không? Nhận định của giáo sư Carl Thayer trong một bài viết cũng ra hôm 22 tháng 4. Nếu Tổng Bí thư Trọng bị bệnh nặng hoặc không hoàn toàn bình phục để làm việc toàn thời gian, Việt Nam vẫn có thể tránh được một cuộc khủng hoảng kế nhiệm bằng cách bỏ đi việc kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và bổ nhiệm một người trông coi tạm thời cho mỗi chức vụ. Tình hình sức khỏe của các lãnh đạo cao nhất nhà nước Việt Nam được coi là bí mật quốc gia, theo quy định của Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước được thông qua vào tháng 11 năm ngoái. Giáo sư Tương Lai cho rằng việc bảo vệ bí mật quốc gia các thông tin sức khỏe của các lãnh đạo là lố bịch và phản dân chủ. Trong lời kêu gọi cảnh giác, các nhân sĩ cho rằng càng bưng bít thông tin càng gây thêm sự nhiễu loạn trong tâm trạng xã hội, đẩy tới sự mất lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân với đảng cầm quyền và nhà nước vẫn tự xưng là của dân, do dân và vì dân vốn đã bị khủng hoảng trầm trọng, nay càng dày thêm sự đổ vỡ trong nghi ngờ và phẫn nộ. Giải thích về lời kêu gọi cảnh giác đối với nhân dân, giáo sư Tương Lai nói khi một ghế quyền lực bị bỏ trống thì tình hình dễ biến động và bên ngoài sẽ kéo vào. Chính đây là thời cơ cho các thế lực ngoại bang sát nách biến những toan tính bẩn thỉu bằng những hành động bất ngờ và thâm hiểm, theo lời kêu gọi cảnh giác của bốn nhân sĩ. Giáo sư Tương Lai cho rằng thế lực ngoại bang sát nách ở đây không ngoài ai khác mà là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, tức Trung Quốc. Ông cho biết lời kêu gọi trên nhằm để người dân cảnh giác với việc đó cũng như thức tỉnh lòng yêu nước của người dân trong hoàn cảnh này. Giáo sư Thayer của Đại học New South Wales cũng là một chuyên gia về Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Trọng được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời tới thăm Washington trong năm nay và đó là vì sao chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm dập tắt các tin đồn và thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Tôi nói một câu chuyện mà khi mà tôi đón ông Donald Trump vào thăm chính phủ á, thì ông cầm một tờ Việt Nam ông đưa lên cao thế này, trên khỏi đầu ông. Bà con có thấy hình ảnh không? Đó là gì? Đó là cái bọn phản động lưu vong người Việt và chống chúng ta đó, rã rời trên tay luôn. Cộng đồng người Việt hải ngoại đang phản ứng khá mạnh với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông cho rằng bọn phản động lưu vong rã rời chân tay,
khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ đỏ của Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội tham dự thượng đỉnh Trump Kim. Trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại buổi tiếp xúc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng người Việt tại Trung tâm Thương mại Sapa, một khu chợ do người Việt làm chủ ở thành phố Praha, Cộng hòa Séc, khi ông có chuyến thăm nước này từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói rằng ông rất tự hào về cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và đặc biệt tại Cộng hòa Séc vì họ đã tự vươn ra, tự làm ăn, tự khẳng định và không chỉ có tiền mà còn yêu quê hương đất nước. Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía cử tòa, những người mà theo thông tin từ một số người Việt tại Cộng hòa Séc là đã được chọn lựa và phải đóng một khoản tiền tương đương với 100 euro cho ban tổ chức để được tham dự buổi gặp mặt này. Hiện VOA chưa nhận được trả lời về yêu cầu xác minh thông tin về khoản đóng góp này từ phía đại diện của Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo David Nguyễn ở Cộng hòa Séc, thì khoản tiền trên được kêu gọi theo kiểu đóng góp tình nguyện. Họ thường xuyên dùng một cái thuật ngữ ấy là phải lựa chọn những người có tâm này, có tầm và có lực. Đấy. Thì khi mà mời những người đi dự cái cuộc gặp mặt đấy, thì họ có khuyến khích là đóng góp. Thì những người bình thường người ta chỉ có ai người ta bỏ tiền ra để người ta mò vào những cái chỗ đấy đâu. Còn những người mà cái hôm nay có mặt thì chắc chắn là về đại đa số là có đóng tiền. Thế nhưng mà cái thực ra mà nói, nếu mà nói là bắt buộc thì cũng không phải. Nhưng ngày xưa quân tình nguyện Việt Nam sang Lào ấy thì là cũng là tình nguyện sang thôi. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam từng sống ở Đông Âu, nhận xét với VOA về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông ta nói một cách rất là bộc trực và thiếu suy nghĩ. Một, chứng tỏ ông ta không thể trở thành một chính trị gia ra hồn được. Bởi vì một chính trị gia ra hồn thì không bao giờ người ta nói một cách hồ đồ như vậy. Nhưng mà ở đây ông này là ông nói một cách rất là bộc trực. Ông nghĩ thế nào ông nói như vậy? Và nó cũng là một dấu hiệu chứng tỏ rằng sự hiểu biết của ông ấy là rất kém. Bởi vì là một chính trị gia thì không bao giờ nên gây cái sự hận thù, không bao giờ nên mới sâu những hố ngăn cách. Theo ông, bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đi ngược lại với chính phát biểu trước đây của ông, nói rằng bà con Việt Kiều là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Cũng trong đoạn video trên, sau khi kêu gọi Việt Kiều ở Séc hãy xây dựng một cộng đồng lớn mạnh để giám sát, hạn chế tối đa những tổ chức chống đối đất nước, Thủ tướng Việt Nam còn khuyên các anh chị hãy quay về con đường lương thiện, lo làm ăn, xây dựng quê hương đất nước hơn là chống đối. Thủ tướng Phúc cho rằng khuyết điểm ở đâu cũng có, kể cả các nước công nghiệp sừng sỏ vẫn có tham nhũng tiêu cực, chuyện này chuyện khác, và mong rằng thông qua cộng đồng kêu gọi những người hướng thiện trong bà con hướng tới quê hương đất nước. Ông cũng nhắc đến một số trường hợp bị cấm nhập cảnh vì đã quá đáng trong chuyện này chuyện kia. Đoạn video dài hơn 30 phút đang nhận được khá nhiều sự quan tâm và phản ứng từ phía cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Facebooker Hoàng Hùng nhận xét. Xin trích, ông sang thăm nước Cộng hòa Séc, ông không biết đến lịch sử nước Séc thì ông cũng phải tham khảo những cố vấn của ông để biết rằng nước Séc cũng từng là một nước cộng sản và nhờ vào những phản động làm nên cuộc cách mạng Nhung thì mới có đất nước Séc như hiện nay. Nhờ đập tan chế độ cộng sản mà người Việt mới được ở lại Séc định cư và mới có cái nơi mà ông đứng nói chuyện. Chính ông và cái đảng của ông mới phải là những người quay trở lại con đường lương thiện và đưa đất nước Việt Nam hòa nhập vào thế giới loài người, chứ không phải là cứ bảo vệ một chế độ cộng sản đã bị chính nơi sinh ra nó là châu Âu vứt vào sọt rác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A gọi việc sử dụng ngôn từ và não trạng phân biệt những người không nghe theo mình là phản động của Thủ tướng Việt Nam cũng như nhiều chính trị gia khác là một sự bạo hành về ngôn từ. Ông nói thêm rằng, các chính trị gia không nên làm chính trị nếu như không học được những bài học sơ đẳng trên.